cái phiên xử vừa rồi đó, Trinh nghĩ là ít nhiều gì các bạn cũng hiểu được cái tâm lý của Trinh, tại vì là một cái nỗi buồn, một sự bức xúc mà Trinh đã cố gắng kềm chế trong 3 năm không tâm sự được với ai, gia đình cũng không, tại vì mình nói ra thì gia đình mình kệ còn lo, tại vì nhà Trinh giờ ở nước ngoài, còn với đồng nghiệp mà nhất là các cái sân khấu Trinh là các bạn diễn viên trẻ là nhiều, thì tự nhiên Trinh đang bị một cái mặc cảm là giống như là Trinh hứa với các bạn nhiều quá mà Trinh làm không được, giống như mình có cảm giác mình bị mất uy tín, rồi về kinh tế thì mình mất tiền, bản thân Trinh cảm thấy bối rối trong 3 năm nay, mà cho nên là cái ngày đầu tiên gặp các anh ấy ở cái phiên tòa thì đúng là Trinh không có kềm chế được cái bức xúc của mình, giống như là mình nấu cơm mà cái nồi cái nắp nó bị tràn la ra, có làm sao cái tự nhiên mình bộc lộ cảm xúc. Nhưng mà sau đó thì qua một hai phiên tòa sau á, phiên xử sau á, thì ít nhiều gì Trinh lấy được cái bình tĩnh vào lắng nghe ở bên nhà hát, cũng chia sẻ những nỗi khó khăn của nhà hát để mình thông cảm hiểu nhau hơn. Thì giống như ngày hôm nay thì có lẽ là Trinh bình tĩnh nhất trong mọi ngày, thì là Trinh cũng suy nghĩ rất là nhiều, Trinh muốn chia sẻ với nhà hát, tại vì đây cũng là một cái điều mà bản thân Trinh cũng đâu có muốn, Trinh mất nhiều quá rồi, mà Trinh nghĩ là nhà hát thì thôi chuyện đã buồn rồi mình không có nhắc nữa, nhưng mà Trinh đứng ở Trinh thích là đứng tư cách là một đứa em, tại vì dù nói gì thì nói, dù bây giờ tòa vẫn chưa có kết luận chính xác, nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì Trinh vẫn phải gọi anh Khánh Hoàng là nguyên giám đốc cũ là anh trai, và cái người mới là giám đốc hiện giờ là anh Kiệt, chị anh Kiệt cũng là một người anh cùng trường với Trinh, thì chắc chắn một cái điều là Trinh phải thể hiện cái sự làm em của mình, một sự trân trọng đàn anh của mình, cho nên là Trinh mong các anh hiểu cho Trinh, tại vì Trinh bất khả kháng thôi, không còn gì để bám phiếu nữa, cho nên mới nhờ đến pháp luật, chứ nghệ sĩ không muốn đến đây đâu. Mong các anh hiểu, mong nhà hát hiểu. Và nếu như chúng ta có duyên ở một cái giai đoạn nào đó, có lẽ là giờ này Trinh đang căng thẳng, Trinh đang buồn, hoặc là Trinh đang xúc động, thì Trinh chưa có thể nào quay lại nhà hát. Nhưng mà biết đâu chừng một cái mối duyên nào đó chúng ta đủ duyên thì chúng ta gặp lại. Trinh vẫn cứ mong như vậy, tại vì Trinh vẫn muốn xem các anh của mình như những người, các anh ấy như một người đàn anh của mình. Còn chuyện đúng hay sai thì Trinh nghĩ rằng pháp luật sẽ giải quyết.